Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình phổ biến kiến thức công nghệ thông tin cơ bản qua truyền hình. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài cơ bản về mạng máy tính và quản lý người dùng máy tính. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm về mạng máy tính và ứng dụng của nó, các mô hình cũng như cách phân loại của mạng máy tính. Bên cạnh đó, chúng ta tìm hiểu về người dùng, quản lý người dùng máy tính, tìm hiểu về quyền truy cập và cách quản lý tài nguyên chia sẻ trên mạng máy tính. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm về mạng máy tính. Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính được kết nối với nhau bởi đường truyền vật lý theo một cấu trúc nào đó để đáp ứng một số yêu cầu của người dùng. Về tổng quan, thì mạng máy tính có các vai trò chính sau đây. Thứ nhất là sử dụng chung tài nguyên. Những tài nguyên của mạng như thiết bị, chương trình, dữ liệu khi được trở thành các tài nguyên chung thì mọi thành viên của mạng đều có thể tiếp cận được mà không quan tâm tới những tài nguyên đó ở đâu. Thứ hai là độ tin cậy của hệ thống. Người ta có thể dễ dàng bảo trì máy móc và lưu trữ các dữ liệu chung. Khi có trục trặc trong hệ thống thì chúng có thể được khôi phục nhanh chóng. Trong trường hợp có trục trặc trên một trạm làm việc thì người ta cũng có thể sử dụng những trạm khác để thay thế. Thứ ba là nâng cao hiệu quả khai thác thông tin. Khi thông tin có thể được sử dụng chung thì nó mang lại cho người sử dụng khả năng tổ chức lại các công việc với những thay đổi về chất như đáp ứng những nhu cầu hệ thống, đáp ứng những nhu cầu của hệ thống ứng dụng kinh doanh hiện đại, cung cấp sự thống nhất giữa các dữ liệu, tăng cường truy nhập tới các dịch vụ mạng khác nhau đang được cung cấp trên thế giới, tăng cường khả năng phối hợp công việc cũng như kết nối mọi người. Kiến trúc mạng là cách thức tổ chức, kết nối các máy tính với nhau thành một mạng. Kiến trúc quyết định cách thức hoạt động của mạng máy tính. Có thể chia mạng máy tính ra thành các kiểu mạng sau: mạng kiểu bus, mạng hình sao, mạng vòng tròn. Mạng kiểu bus là mạng mà các máy tính đều được nối vào một đường dây truyền chính gọi là bus. Đường truyền chính này được giới hạn hai đầu bởi một loại đầu nối đặc biệt gọi là terminator hay còn gọi là đầu cuối. Mạng hình sao, đây là mô hình mạng thông dụng nhất, đơn giản nhất. Mạng này bao gồm một thiết bị trung tâm được gọi là switch hay là hub. Nó hoạt động giống như một tổng đài cho phép thực hiện việc nhận và truyền dữ liệu từ trạm này tới trạm khác. Mạng vòng tròn là mô hình mạng mà một nốt được kết nối chính xác với hai nốt khác tạo thành một vòng tròn tín hiệu. Nó được gọi là một vòng tròn hay còn gọi là ring. Kiến trúc mạng được sử dụng phổ biến nhất hiện nay là mạng hình sao. Có nhiều cách để phân loại mạng, tuy nhiên cách thông thường nhất là dựa vào khoảng cách địa lý. Theo cách phân loại này thì mạng được chia thành các loại sau đây: mạng cục bộ hay còn gọi là mạng LAN là mạng có phạm vi hẹp, có bán kính khoảng vài chục km, thường được dùng nội bộ cho các doanh nghiệp, tổ chức, v.v. Mạng đô thị hay còn gọi là mạng MAN có phạm vi rộng hơn mạng LAN, thường có bán kính nhỏ hơn 100 km. Mạng đô thị tận dụng những ưu thế kết nối nội hạt để giảm chi phí vận hành mạng. Mạng diện rộng hay còn gọi là mạng quan, phạm vi có thể vượt biên giới quốc gia, châu lục. Mạng Internet là mạng toàn cầu, không giới hạn về vật lý. Ngày nay, các mạng hầu hết sử dụng cùng công nghệ nên việc chia trên cũng chỉ mang tính chất tương đối nhằm bảo vệ sự riêng tư, tiết kiệm chi phí vận hành và quản lý. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số ứng dụng cụ thể trên mạng LAN. Chia sẻ tập tin, thư mục. Khi đã kết nối mạng, việc chia sẻ tài nguyên như tập tin, thư mục, máy in, v.v. sử dụng các ứng dụng đa người dùng để nâng cao năng suất lao động, quản lý như email, quản lý khách hàng, quản lý sản xuất, v.v. Tổ chức quản lý, kiểm soát quá trình đăng nhập, sử dụng của người dùng để đảm bảo an ninh cho người dùng và hệ thống. Ngày nay, Internet đã rất phổ biến và có rất nhiều ứng dụng trên đó. Tuy nhiên, chúng ta sẽ điểm qua một số ứng dụng cơ bản như sau. Web là ứng dụng cơ bản trên Internet. Nó cho phép người sử dụng chia sẻ thông tin trên các trang web, blog, mạng xã hội, v.v.
Email cũng là một ứng dụng phổ biến trên Internet giúp người dùng gửi thư cho nhau. Chat là ứng dụng cho phép người dùng trao đổi với nhau dưới dạng văn bản, giọng nói, hình ảnh. Chia sẻ tập tin là ứng dụng cho phép người dùng chia sẻ tập tin dưới dạng văn bản, nhạc, phim, v.v. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về các ứng dụng này trong các bài học về Internet sau này. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu khái niệm về mạng máy tính, các mô hình mạng và các cách phân loại mạng. Bây giờ, chúng ta sẽ ôn tập lại để giúp các bạn dễ nhớ. Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính được kết nối với nhau bởi đường truyền vật lý theo một cấu trúc nào đó để đáp ứng một số yêu cầu của người dùng. Vai trò của mạng máy tính là chia sẻ tài nguyên, tăng độ tin cậy và nâng cao hiệu quả khai thác thông tin. Kiến trúc mạng phổ biến bao gồm dạng bus, dạng hình sao và dạng mạch vòng. Dựa vào khoảng cách địa lý, người ta chia mạng thành mạng LAN, mạng MAN, WAN và Internet. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu người dùng trong Windows. Khi máy tính nối mạng hoặc máy tính có nhiều người cùng sử dụng, thì vấn đề người dùng được quan tâm và được quản lý. Mỗi người dùng trên máy tính được quản lý bởi một tài khoản. Mỗi tài khoản bao gồm tên tài khoản riêng biệt và mật khẩu. Tài khoản được người dùng sử dụng để đăng nhập và sử dụng máy tính. Đối với hệ điều hành Windows, thì người dùng được chia làm hai loại là người dùng đã được định nghĩa sẵn và người dùng được tạo ra bởi người quản trị hệ thống. Windows định nghĩa sẵn một số người dùng như sau. Administrator là người dùng quản trị. Người dùng có đầy đủ các quyền trên hệ thống và có khả năng cung cấp quyền cho người khác. Guest là người dùng đặc danh. Người dùng này có quyền tối thiểu để sử dụng hệ thống. Khi cần thiết quản lý người truy cập máy tính, người quản trị tạo ra các người dùng. Người quản trị cung cấp quyền truy cập cho các người dùng được tạo ra theo yêu cầu của họ. Ví dụ, bây giờ mình sẽ tạo ra người dùng có tên là Support. Đầu tiên, bạn nhấp phải chuột vào biểu tượng My Computer trên màn hình desktop. Một menu sẽ xuất hiện. Bạn nhấp chọn Manage. Lúc này, cửa sổ Computer Management sẽ xuất hiện. Bạn nhấp chọn Local Users and Groups. Sau đó nhấp chọn User. Bạn tiếp tục nhấp phải chuột vào một vị trí trống bất kỳ ở cửa sổ giữa. Một menu sẽ xuất hiện. Bạn nhấp chọn New User. Lúc này cửa sổ New User sẽ xuất hiện. Trong mục Username, bạn nhập tên của tài khoản là Support. Mục Fullname dùng để nhập tên đầy đủ của tài khoản Support. Và mục Description dùng để miêu tả cụ thể tài khoản Support. Bạn nhập mật khẩu vào mục Password và xác nhận mật khẩu một lần nữa ở mục Confirm Password. Với tùy chọn đầu tiên, người dùng phải thay đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên. Nếu ta không chọn tùy chọn đầu tiên, thì ta sẽ có các tùy chọn tiếp theo. Tùy chọn thứ hai, người dùng không thể thay đổi mật khẩu. Tùy chọn thứ ba là mật khẩu vô thời hạn. Và tùy chọn cuối cùng là tài khoản bị khóa. Bây giờ chúng ta sẽ chọn tùy chọn đầu tiên. Tiếp theo, bạn nhấn nút Create để tạo ra người dùng. Và nhấn nút Close để hoàn tất. Lúc này ta thấy tài khoản Support đã được tạo ra. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu về nhóm người dùng. Nhóm là hình thức tập trung những người dùng máy tính có một số đặc điểm giống nhau thành một nhóm để dễ quản lý. Mỗi nhóm có tên nhóm và có các thuộc tính riêng của nhóm gọi là tài khoản nhóm. Người dùng có thể dễ dàng tham gia vào một nhóm và cũng có thể tách rời khỏi nhóm.
Mỗi người dùng có thể tham gia vào một hoặc nhiều nhóm. Tiếp theo, chúng ta sẽ học cách phân loại nhóm người dùng. Tương tự như người dùng, nhóm người dùng cũng được chia làm hai loại. Nhóm người dùng được định nghĩa sẵn do Windows tạo ra. Nhóm người dùng được tạo ra bởi người quản trị, được người quản trị hệ thống tạo ra khi có nhu cầu. Nhóm người dùng đã định nghĩa sẵn trong Windows. Thứ nhất là Administrator, là những người dùng quản trị, người dùng có đầy đủ các quyền trên hệ thống và có khả năng cung cấp quyền cho người khác. Thứ hai là Backup Operators. Backup Operators là nhóm người dùng có quyền backup dữ liệu. Nó sẽ vượt qua các bảo mật để thực hiện thao tác backup dữ liệu. Thứ ba là Power User, là nhóm người dùng có quyền quản trị nhưng bị một vài giới hạn. Người dùng này có thể sử dụng và cài đặt tất cả các ứng dụng vào hệ thống. Thứ tư là User, đây là nhóm người dùng có quyền chạy tất cả các ứng dụng nhưng không cho phép người dùng thay đổi hệ thống và cài đặt ứng dụng. Thứ năm là Guest, là người dùng nặc danh. Người dùng này có quyền tối thiểu để sử dụng hệ thống. Khi cần thiết, người quản trị hệ thống có thể tạo ra các nhóm người dùng. Sau khi tạo ra nhóm người dùng, chúng ta cần phân quyền tương ứng cho họ, sau đó chọn các thành viên cho nhóm người dùng. Đầu tiên, chúng ta thực hành tạo ra một nhóm người dùng. Trong cửa sổ Computer Management, bạn nhấp chọn vào mục Groups. Lúc này ta thấy một danh sách các nhóm do Windows tạo sẵn. Để tạo một nhóm mới, bạn nhấp phải chuột vào một vị trí trống bất kỳ ở cửa sổ giữa. Sau đó nhấp chọn New Group. Lúc này cửa sổ New Group sẽ xuất hiện. Bạn nhập tên nhóm vào mục Group Name. Lúc này tôi sẽ nhập tên nhóm là Hỗ trợ. Trong mục Description, bạn nhập phần miêu tả. Nếu bạn muốn thêm một thành viên mới thì chúng ta nhấp chọn Add. Sau đó nhấp chọn Create và nhấp chọn Close. Lúc này, nhóm người dùng hỗ trợ đã được tạo ra. Bây giờ để thêm một thành viên vào nhóm hỗ trợ, chúng ta nhấp phải chuột vào nhóm hỗ trợ. Mục menu sẽ xuất hiện. Bạn nhấp chọn Properties. Lúc này, cửa sổ hỗ trợ Properties sẽ xuất hiện. Và nhấp chọn nút Add. Lúc này cửa sổ Select User sẽ xuất hiện. Bạn nhập tên thành viên vào mục Enter the Object Name to Select. Hoặc có thể chọn mục Advanced để chọn người dùng trực tiếp. Lúc này cửa sổ Select User sẽ xuất hiện. Bạn nhấp chọn nút File Now. Ta thấy một danh sách các user và group xuất hiện. Bây giờ chúng ta sẽ chọn user cần thêm vào. Ví dụ bây giờ tôi sẽ chọn user support để thêm vào nhóm hỗ trợ. Sau đó bạn nhấp chọn OK. Ta thấy User Support đã được hiển thị trong mục Enter the Object Name to Select. Bạn tiếp tục nhấp chọn OK. Như vậy, chúng ta đã tạo thêm thành viên Support trong nhóm hỗ trợ. Nếu chúng ta muốn bỏ thành viên Support ra khỏi nhóm hỗ trợ, chúng ta nhấp chọn User Support. Sau đó nhấp chọn nút Remove. Và tiếp tục nhấp chọn Apply và nhấp chọn OK để hoàn thành việc bỏ User Support ra khỏi nhóm hỗ trợ.
Tiếp sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm quyền truy cập. Quyền là những quy tắc truy cập thông tin được định ra để kiểm soát quá trình truy cập của người dùng. Mỗi quyền được chỉ định cụ thể đến một tài nguyên nào đó. Quyền trong hệ thống được phân theo hai cấp là quyền trên thư mục và quyền trên tập tin. Thư mục là đơn vị trung gian đại diện cho việc tổ chức phân cấp thông tin trong máy tính. Thư mục cũng là đơn vị được sử dụng để chia sẻ tài nguyên giữa các người dùng với nhau. Do vậy, việc hiểu và thiết lập quyền trên thư mục là điều cần thiết đối với người sử dụng máy tính. Chúng ta có thể chia quyền truy cập trên thư mục thành hai loại là quyền trên thư mục chia sẻ và quyền bảo mật cục bộ trên thư mục. Danh sách quyền trên thư mục chia sẻ. Quyền này được dùng để cấp phát cho những người dùng trên mạng truy cập vào tài nguyên trên máy tính của bạn. Mỗi thư mục chia sẻ có một danh sách các quyền và tùy theo yêu cầu của người dùng mà cung cấp cho họ các quyền khác nhau. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu quyền bảo mật cục bộ trên thư mục. Quyền bảo mật thư mục chỉ có ý nghĩa đối với hệ thống sử dụng cho phân vùng được dạng NTFS là hệ thống tập tin của Microsoft thiết kế cho WinRT. Các quyền này kiểm soát người dùng ngay trên máy tính cục bộ của người sử dụng. Nó cũng bao gồm danh sách các quyền và được cung cấp cho người dùng khi có yêu cầu. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu danh sách quyền cục bộ trên thư mục. Quyền Read cho phép người dùng nhìn thấy các tập tin và thư mục con bên trong nó, chuyển đến các thư mục con, nhìn thấy thuộc tính và dữ liệu trên các tập tin, thực thi chương trình. Quyền List hoàn toàn giống như quyền Read. Quyền Write cho phép người dùng thực hiện tất cả các thao tác mà quyền Read có, thay đổi nội dung của các tập tin trong thư mục. Quyền Modify cho phép người dùng thực hiện tất cả các thao tác mà quyền Read có, tạo thư mục con và các tập tin chứa trong nó, thay đổi nội dung của các tập tin trong thư mục, thay đổi thuộc tính của các tập tin và thư mục con, xóa các tập tin và thư mục con. Quyền Full Control có tất cả các khả năng của quyền Modify và có thêm quyền sở hữu tập tin tạo ra trong nó. Quyền trên tập tin chỉ có tác dụng đối với các partition phân vùng NTFS và chỉ có giá trị đối với kiểm soát người dùng cục bộ. Các quyền này được định nghĩa trên từng tập tin và cũng tương tự như quyền trên thư mục, nó được dùng để cấp phát cho người dùng. Bây giờ, chúng ta sẽ thực hành phân quyền cho người dùng trên thư mục. Đầu tiên, chúng ta chọn thư mục cần phân quyền là thư mục Push. Sau đó, nhấp phải chuột vào thư mục. Một menu sẽ xuất hiện. Bạn chọn Properties. Lúc này, cửa sổ Properties của thư mục sẽ xuất hiện. Chúng ta chọn thẻ Security. Trong thư mục Group and Username là danh sách nhóm và người dùng được phân quyền trên thư mục này. Để phân quyền cho một nhóm hoặc người dùng, chúng ta sẽ nhấp chọn vào nhóm hoặc người dùng đó. Và một Permission for User là một quyền tương ứng với nhóm và người dùng trên. Để thay đổi, chúng ta sẽ nhấp vào nút Edit. Ở đây, tôi sẽ tiến hành phân quyền cho nhóm người dùng User. Khi nhấp vào nhóm người dùng User, ta sẽ thấy các quyền của nhóm này xuất hiện ở trong mục Permission for Groups. Bây giờ, chúng ta sẽ thiết lập quyền Modify cho nhóm người dùng User bằng cách nhấp chuột vào mục Allow của quyền Modify. Sau đó nhấp chọn nút Apply để áp dụng quyền này cho nhóm người dùng trên. Và nhấp OK để hoàn tất thao tác phân quyền. Và tiếp tục nhấp vào OK để kết thúc. Bây giờ,
chúng ta sẽ thực hành chia sẻ máy in có sẵn trên máy. Đầu tiên, chúng ta sẽ truy cập vào máy in muốn chia sẻ bằng cách nhấp chuột vào nút Start. Một menu sẽ xuất hiện. Bạn chọn Device and Printers. Lúc này, một danh sách các thiết bị kết nối với máy của chúng ta xuất hiện. Và bây giờ, chúng ta chọn máy in cần chia sẻ. Bạn nhấp phải chuột vào máy in cần chia sẻ. Một menu sẽ xuất hiện. Bạn chọn Printer Properties. Lúc này, cửa sổ Property của máy in sẽ xuất hiện. Bạn chọn thẻ sharing. Để chia sẻ máy in, ta chọn Share this printer. Trong mục Share name, bạn gõ tên hiển thị của máy in cần chia sẻ. Ví dụ, bây giờ tôi sẽ gõ là Share printer. Sau đó, nhấp chuột vào nút Apply để áp dụng việc chia sẻ máy in. Và nhấp chuột vào nút OK để hoàn tất việc chia sẻ máy in. Như vậy, chúng ta đã chia sẻ máy in thành công. Tiếp theo, chúng ta sẽ đứng từ một máy tính khác để kết nối với máy in cần chia sẻ. Đầu tiên, chúng ta sẽ truy cập vào địa chỉ IP của máy tính cần chia sẻ máy in. Ví dụ ở đây tôi gõ 192.168.1.128 và nhấn Enter. Như chúng ta thấy, máy in vừa chia sẻ là Share Printer đã xuất hiện trên màn hình. Khi đã kết nối mạng, chúng ta có thể chia sẻ nhiều ứng dụng cho nhiều người dùng. Một trong những ví dụ điển hình đó là hệ thống email. Hệ thống email giúp những người dùng mạng có thể gửi thư điện tử cho nhau nhằm giúp giải quyết công việc một cách nhanh nhất. Trong hệ thống này, khi người gửi một thư điện tử này sẽ được chuyển tới máy chủ nằm trên mạng. Sau đó, máy chủ sẽ chờ lúc người nhận kiểm tra email sẽ chuyển về cho người nhận. Ứng dụng này chỉ có thể thực hiện được khi người dùng nối mạng với nhau. Sau đây, chúng ta sẽ ôn tập lại các nội dung vừa học để giúp các bạn dễ nhớ. Người sử dụng máy tính được quản lý thông qua tài khoản đăng nhập. Có hai loại là người dùng có sẵn và người dùng tự tạo. Những người dùng có đặc tính giống nhau có thể nhóm lại thành nhóm người dùng. Những quy tắc truy cập thông tin được định ra để kiểm soát quá trình truy cập của người dùng gọi là quyền truy cập. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu được khái niệm về mạng máy tính, các mô hình mạng, phân loại mạng máy tính, người dùng và quản lý người dùng, khái niệm về quyền truy cập, quản lý tài nguyên chia sẻ. Đến đây, chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở những bài học sau. Được sử dụng cho quy mô doanh nghiệp, cơ quan, một tổ chức: A. Internet, B. Man, C. Lan. Quý vị trả lời câu hỏi bằng cách soạn tin nhắn với cú pháp ST, cách X, cách Y. Trong đó, X là phương án đúng, Y là số người dự đoán đúng vừa gửi về số 8312 để nhận phần quà trị giá 300.000 đồng và suất học bổng 2 triệu đồng từ Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Subtech.Tech hoặc Subtech Arena. Lưu ý tổng đài tin nhắn sẽ mở đến 16 giờ ngày hôm sau. Chương trình sẽ được phát lại vào lúc 14:30 ngày mai trên kênh DRT1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia chương trình.